Câu cá. Lâu rồi không đi câu cá. Hôm nay rảnh đi nè. Cần câu này. Ok. Không nào hết. Nè. Tính đường khác. Tính đường khác nó có đường hơn á. Kho nhai quá. Đồ nghề này mang cái sợ hết trùng này, cá ăn hết trùng này. Mang cái đồ nghề đó luôn. Đào đào trùng. Khỏe này. Giờ là 11 giờ kém. Tình kê quan luôn á. Diều này chan quá. Chán quá rồi. Cá lúc nào cũng pha mồi mà. Cần hết trùng rồi mà chưa có con nào. Thiệt là chán. Chán quá mà. Thế lạc là ba bố hợp bình mẹt là ảnh khôi tiếng nhọn khai trường không nhọn nhu khai trường tóm nào hả khai trường lưới vô mà ngọt khai trường thịt lon hả chú khai trường dày đi. Mua cà phê lại. Hả? Mua cà phê lại. Sao là? Mày là mua cà phê là mày cà phê hả? Mày chịu cà phê rồi mày ai chịu cả. Khai khai trường lưới mới. Hả? Vừa mừng tao mua cà phê tao mua cho trên là kẹt chỉ môi mừng. Đây là căn tròn lít mình đi căn tròn. Quần thôi. Bỏ trong cái bao thôi. Nó vít thôi. Bao đựng cá cái cùng đựng đựng đi câu thôi. Đi câu chỗ khác nữa. Cái nó lẹ. Câu rồi có. Câu chỗ này nó lâu quá lâu. Đi. Không có khen. Không có khen. Chỗ mẹ chỗ cọ hàn là chỗ cọ lưới quạt hàn là. Ăn mệnh. Cuốn bấy can đi. Mười lăm kỳ hả? Ấy cứ tắm như mẹ tại đầm mũi trước ấy, cứ tắm như. Ấy cứ lươn như ấy lươn, lươn thì không đăng chạy tập vào nào. Ấy cứ tung miệng như một kẹo hơn. Thêm sao ca nó không cắn câu vậy? Câu ra là bờ hồ ông Thành thì muốn dọn sao? Cắn vượt ra mới cắn.
Ôi, có mồi rồi, có mồi rồi. Nhấp nhấp đi. Mồi lên, nhấp ạ. Mới ạ. Nhịp cà phê bấm tám là nhịp vậy. Đây, câu được cày đây. Câu trúng cày đây.